Đại tướng Phùng Quang Thanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do bệnh nặng sức yếu đã từ trần vào hồi 3 giờ 45 phút ngày 11 tháng 9 tại nhà riêng, số 10 ngõ 9 đường Nguyễn Tri Phương, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Lễ viếng và lễ truy điệu, lễ an táng của Đại tướng Phùng Quang Thanh sẽ được thông báo sau. Đại tướng Phùng Quang Thanh sinh ngày 2 tháng 2 năm 1949 tại xã Thạch Hà, huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 10, khóa 9, 10, 11, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 10 và 11, đại biểu Quốc hội khóa 11, 12 và 13. Ông được trao quân hàm Đại tướng vào tháng 7 năm 2007. Đại tướng Phùng Quang Thanh là vị tướng trưởng thành qua chiến đấu. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 10 của Đảng năm 2006, ông được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng, được Trung ương Đảng bầu vào Bộ Chính trị và phân công làm Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 của Đảng năm 2011, ông tiếp tục được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng, được Trung ương Đảng bầu vào Bộ Chính trị và phân công làm Phó Bí thư Quân ủy Trung ương. Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 13, ông được bầu và phê chuẩn tiếp tục làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Tháng 4 năm 2016, tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 13, ông được Quốc hội phê chuẩn Chủ tịch nước miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Ông Phùng Quang Thanh được Đảng, Nhà nước phong tặng